Cô Lan hướng dẫn các con viết chữ E. Điểm đặt bút của chữ E: trước dòng kẻ dọc đậm một chút, cô chấm ở góc ô vuông. Trên dòng kẻ ngang một một chút. Từ dòng kẻ dọc đậm, cô lùi về phía sau một ô, chấm đè lên dòng kẻ ngang hai. Cô viết chữ E thứ nhất, đưa lên, chạm đến dòng kẻ ngang ba, chạm về dòng kẻ dọc đậm, chạm xuống dòng kẻ ngang một, cong lên. Cô viết dấu mũ bằng một nét xiên phải ngắn và một nét xiên trái ngắn. Cô được chữ E thứ nhất. Chữ E thứ hai, cô chấm ở góc ô vuông, trước dòng kẻ dọc đậm một chút, trên dòng kẻ ngang một một chút. Từ dòng kẻ dọc đậm, cô lùi về phía sau một ô, chấm đè lên dòng kẻ ngang số 2. Cô viết chữ E thứ hai, đưa cao lên, chạm đến dòng kẻ ngang 3, chạm về dòng kẻ dọc đậm phía trước, chạm xuống dòng kẻ ngang 1, cong lên. Cô viết dấu mũ bằng một nét xiên phải ngắn và một nét xiên trái ngắn. Cô được chữ E thứ hai. Chữ E thứ ba, điểm đặt bút trước dòng kẻ dọc đậm một chút, ở góc ô vuông, trên dòng kẻ ngang một một chút. Từ dòng kẻ dọc đậm, cô lùi về phía sau một ô, chấm đè lên dòng kẻ ngang hai. Cô viết chữ E thứ ba, đưa cao lên, chạm đến dòng kẻ ngang ba, chạm về dòng kẻ dọc đậm phía trước, chạm xuống dòng kẻ ngang một, cong lên. Cô viết dấu mũ bằng một nét xiên phải ngắn, một nét xiên trái ngắn. Cô được chữ E thứ ba. Chữ E. Các bậc phụ huynh cho con xem video xong, bấm like và nút đăng ký để nhận thêm những video của cô Lan.